Bây giờ đã chưa? Đúng là tuyệt trẻ. Đá rồi đấy. Thử xem cột điện. Rồi. A1 là áo đỏ, A1 là A mấy đây nhỉ? A1 là A6, A6 là hồng đúng không? Lớp 10 không gần biên, lớp 10 đá chậm. Lớp 10 đá không nhanh như lớp 11, 12. Bóng qua mặt khung thành, không ai chạm bóng. Có điện không rồi? Không có điện đúng không? Điện ngoài này là điện riêng mà. Nói chung vậy không nắm được điện chỗ này. Đang 1-0 cho 10A6 nhỉ? Bên nào vậy? Bên hồng, màu hồng. Hồng A6. Wow, 2-0 cho 10A6.
Mất ghế với hai mấy anh thiếu viên nữa cả. Thôi thế nhường thầy nhé. Thank you.
Ai chủ mồi. A4 chạy máy. Lớp ra chưa? À, đây. Còn đấy cơ hội. Úi giời. Bạn sút cận thành mà lại không vào. Còn, vẫn còn. Sút. Không vào. Còn. Phản công nhanh là một. Cơ hội. Ôi giời. Rồi số 16 rất khéo. Vào rồi, không vào, bóng ra phía sau. Hiệp 1 được kết thúc với tỷ số 2-0. 10-6 giành chiến thắng hiệp 1. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. 10-6 giao bóng. Mười A sáu mặc áo màu hồng, còn 10 A đỏ mặc áo màu đỏ. 10-1. Mất bóng. Chắc từng bó có một lần lắm mà. Ném kiểu không, vẫn không. Rồi. Hỏng rồi, cơ hội cho 16.
không nó dùng là một phản công. Vào. Ôi giời ơi, sút trượt bóng. Đội chơi qua với 11. Một tiếc là pha rút đụt bóng của cầu thủ tiền đạo số 3. May mất điện mình ạ. Cơ hội 11 kìa. Vẫn còn. Cơ hội 11. Cơ hội phản công 11 kìa. Rồi. Ném biên cho 11. Thôi đừng bật đi bật lại, cái mày có tác dụng gì, có điện đâu mà bật. Rút ra, rút dây ra. Rồi. Pha sút bóng hỏng của số 4.
Cơ hội. Không vào. Sút đi, sút. Rồi, cơ hội cho hậu vệ 12 số 12 đã phá bóng lên. Bóng lại tới chân số 14. Đá con này nó đâm vào đầu. Phạt góc cho M1. Không vào. Phạm lỗi. 16 phạm lỗi. Chưa một pha đá phạt trực tiếp. Áp gôn vào, áp gôn vào. Số 5 áp gôn vào. Tại sao mà phải đứng xa thế? Áp số 5, số 9 vào. Cái này cơ vẫn còn 1. Trận nào phải bắt chứ, bắt nó mới công bằng. Đang tỷ số 2-1. Chắc tại cái bàn này là phải quay đi quay lại nhau. Hay là cho đá lại. Áo hồng đang thắng 2-1, 16.
Ờ. Cơ hội 11. Rồi. Như vậy trọng tài kết thúc hiệp 2, tỷ số của trận đấu là 2-1 nghiêng về MA6.